tiến hành được một nửa thì cảnh sát đến, phải làm sao? Anh chàng da đen này vô cùng thông minh, anh đặt viên kim cương lên đường ống thông gió, chủ động để cảnh sát bắt mình. Sau đó ghi nhớ vị trí này, tầng 3 góc đông bắc. Tầng 3 góc đông bắc, cảnh sát không tìm thấy kim cương, cũng không thể phán trọng tội, chỉ có thể nhốt anh 2 năm. 2 năm sau, Logan ra tù. Vừa bước ra khỏi cổng nhà tù đã lớn tiếng hét, "Kim cương, ta đến đây." Thịt nướng, bia, tôm hùm đất, anh nhớ mấy em chết mất thôi. Những tù nhân đi qua đều ngưỡng mộ nhìn Logan. Sau đó Logan ngồi xe buýt đến nơi cất giấu kim cương. Vừa bước xuống xe đã sững sờ. Chuyện gì vậy? Rõ ràng ở đây đã từng là một tòa nhà chưa hoàn thành mà, mấy cửa hàng còn bỏ không? Sao giờ lại biến thành cục cảnh sát rồi? Logan không thể tin nổi vào mắt mình. Anh gọi một bà lão đứng lại. "Chào bà, đây có phải là cục cảnh sát không?" "Đương nhiên rồi." Khiến anh tức đến vò đầu bứt tai. Thế là anh liền giả dạng thành người giao đồ ăn, ngó ngược ngó xuôi tiến vào cục cảnh sát. Anh tiến đến hỏi tầng 3 góc đông bắc đi lối nào. Cảnh sát nói chỉ có hai loại người có thể đến tầng 3. Một là đeo còng tay, hai là đeo huy hiệu cảnh sát. Logan nghe đến đeo còng tay thì sợ hãi nói đeo còng tay. "Không được, cả đời này không được. Đeo huy hiệu cảnh sát, có thể thử xem thế nào." Cũng may có một cảnh sát mới vào làm đang quẹt thẻ, cơ hội tốt đến rồi. Logan lập tức bước đến giao lưu đôi chút, tiện tay còn lấy đi thẻ cảnh sát của anh ta. Sau đó anh tìm đến một ông già nhờ khắc huy hiệu cảnh sát, còn tự làm một bộ hồ sơ lý lịch vô cùng hoàn mỹ. Logan ở nhà cũng không hề ngồi chơi, anh xem vài bộ phim bắt tội phạm, học các động tác trong đó, xem xong còn không quên tán thưởng diễn viên trong bộ phim. 3 ngày sau, anh cầm theo túi da đen, mặc một bộ vest lịch sự đi đến cục cảnh sát, quẹt thẻ, mở cửa, ấn thang máy. Ôi trời, đều là cảnh sát đứng bên trong. Bình tĩnh, mình cũng là cảnh sát. Logan bước vào thang máy, nhìn khí chất của những người xung quanh, anh cũng học, vươn vai ưỡn ngực thôi mà. Đến tầng 3 lao thẳng đến nhà vệ sinh nữ ở góc đông bắc, anh bước vào trong, trèo lên lỗ thông gió. Lúc này một tên tội phạm cũng đột nhiên lao vào, Logan còn cho rằng hắn ta đến bắt mình, anh giơ chân đạp vào mặt hắn, hạ knock out. Cảnh sát ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền lao vào trong. Logan thấy hắn ta là một tên tội phạm liền nhanh trí nói hắn ta định chạy trốn qua lỗ thông gió, nhưng bị tôi chặn lại. Cục trưởng hỏi anh là ai, Logan nói mình mới được điều đến đây. Cục trưởng xem xong hồ sơ vô cùng ưng ý, đến làm việc đi. Thế là Logan được sắp xếp thêm một đồng nghiệp đồng hành là Dick, họ sẽ cùng nhau điều tra vụ án trộm cắp. Tên trộm này không hề đơn giản. Anh dám dùng thân phận giả là cảnh sát chỉ vì một viên kim cương lớn cất giấu trong cục cảnh sát. Vừa đến đây, ngồi còn chưa ấm mông đã bị cục trưởng sắp xếp đi điều tra một vụ án trộm cắp, còn sắp xếp cho anh một người bạn đồng hành là Dick. Đến hiện trường vụ án, Logan chỉ cần quét mắt nhìn qua một chút. Dựa vào kinh nghiệm làm kẻ trộm nhiều năm của mình, anh nhìn chiếc xe chở hàng bên ngoài. Anh nói với Dick, anh có tin thứ bị đánh cắp ở ngay trong chiếc xe chở hàng này không? Logan lấy một sợi dây sắt, ngoáy ngoáy một chút đã mở được khóa xe rồi. Quả nhiên đồ đạc đều ở bên trong. Hóa ra toàn bộ mọi việc đều do ông chủ nhà máy tạo dựng nhằm lừa lấy tiền bồi thường. Dick lấy sổ ghi chép lại sự việc. Trên đường trở về họ đến một cửa hàng tạp hóa mua đồ, vừa hay gặp phải một tên cướp. Logan cũng không muốn lo chuyện bao đồng, ngồi dưới đất ăn snack, nhưng tiếng súng đã làm kinh động đến Dick. Logan chỉ đành cầm súng chĩa vào tên tội phạm. Đối phương quay đầu, đây không phải người anh em cũ sao? Logan nói cậu ta mau chạy ra cửa phía sau. Làm tốt lắm, chạy một mạch đến ngõ cụt cơ đó. Với trí tuệ này không làm quan thì hơi phí. Lúc này, cục trưởng cũng đến. Logan xem xét tình hình, anh không thể đứng nhìn cậu em đi vào chỗ chết mà không cứu. Anh cởi bỏ áo khoác, bắt đầu đàm phán với cậu ta. Logan tiến đến nói, cho cậu 10.000 đô, giả vờ như không quen tôi dám bảo đảm cậu ở trong cục chờ qua một đêm, sáng hôm sau sẽ ra ngoài. Cậu ta nghe xong nói không được, 50.000. Logan nói nhiều nhất là 20.000 được không? Không được tôi sẽ để họ bắt cậu. Cậu ta chỉ đành đồng ý. Logan nói cậu đưa súng cho tôi. Đây, không đừng có đưa cho tôi như thế. Tôi phải cướp súng từ tay cậu. Chịu khó chút, sẽ đau đó. Logan bẻ tay đối phương ngược về phía sau, áp người cậu ta xuống. Trở về cục cảnh sát, cục trưởng thấy anh có tài năng liền thăng chức cho anh lên tổ trưởng tổ án trộm cắp. Ngày làm việc đầu tiên đã thành công trở thành tổ trưởng. Tìm được cơ hội, Logan liền trèo lên lỗ thông gió, bắt đầu tìm kiếm kim cương. Kết quả chỉ còn lại băng dính, kim cương biến mất rồi. Tối hôm đó, Logan lại đem đến một chiếc xe điều khiển từ xa. Lần này thực sự tìm ra rồi. Anh đi theo đường ống thông gió đến trước cửa phòng vật chứng. Không sai, chính là ở đây. Chính vào lúc này, cục trưởng tìm đến anh. Ông gấp gáp nói với Logan hiện tại bảo tàng có đồ vật bị đánh cắp, phải đi ngay. Sau khi đến hiện trường, nơi này đã có cảnh sát FBI đang điều tra. Không cần Logan nhúng tay. Họ chỉ đành lái xe rời đi. Trên xe, Logan không phục nói, tôi vừa đến hiện trường lại không cho tôi nhúng tay vào vụ án. Sau đó, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề, trực giác nói với anh đây không phải một vụ án trộm cắp bình thường, mà là một vụ giao dịch thuốc phiện. Anh yêu cầu Dick liên hệ với đội trên không quan sát xem có xe chở hàng nào khả nghi hay không. Rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc xe khả nghi. Lần này Logan thành công bắt được tội phạm buôn thuốc, còn thu được một xe thuốc phiện, vừa hay phải chuyển vào phòng vật chứng. Lần này có thể quang minh chính đại bước vào rồi. Anh dẫm lên đống thuốc phiện, lấy được viên kim cương. Chính vào lúc này tên cục trưởng đáng ghét lại gọi tên Logan. Kết quả một giây bất cẩn đã khiến viên kim cương rơi vào trong đống thuốc phiện. Đúng là tức chết mà. Cục trưởng nói với Logan cảnh sát FBI phải đưa số thuốc phiện này đi, anh mau xuống đi.
Logan liền sốt sắng nói không được. Anh nói với đám cảnh sát FBI, số thuốc phiện này mấy anh đưa đi cũng không có tác dụng. Để lại cho tôi sẽ làm gián điệp, sau đó cùng với đám buôn thuốc phiện vận chuyển hàng đến gặp tên đầu sỏ. Chúng ta tóm gọn một mẻ. Đám cảnh sát FBI cảm thấy đây là một chủ ý không tồi. Họ bắt đầu di chuyển đến nơi giao hẹn. Logan xuống xe giáo giết tìm viên kim cương. Vừa lấy được viên kim cương, tên đàn em xuất hiện, tôi cũng muốn được chia một phần. Chính vào lúc hai người đang cãi nhau, tên ăn trộm viên kim cương cùng Logan tên Mark cũng xuất hiện. Tìm mày 2 năm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Mau đưa viên kim cương ra đây. Lúc này chiếc xe bị kéo lên, đưa đến trước mặt tên đầu sỏ buôn thuốc phiện. Ông ta liếc nhìn, sao nhiều người vậy? Logan lập tức nói là người của tôi, để tôi giới thiệu với ông một chút. Đây chính là sát thủ mặt lạnh ra tay tàn độc, một cú đấm hạ gục đối thủ. Mau đến biểu diễn. Lúc này, cảnh sát FBI đến chi viện, hiện trường trở nên hỗn loạn. Mark nhân cơ hội lái xe bỏ chạy, Logan cũng lái xe đuổi theo. Logan cầm theo súng, bắn về phía xe khiến Mark sững người lúng túng. Logan đạp ga lao lên phía trước. Một cú phanh gấp khiến xe của Mark lật ngược đổ xuống. Logan kéo Mark ra ngoài, còng tay vào xe rồi rời đi. Lúc này Mark rút súng ra, muốn đánh lén từ phía sau, nhưng lại bị Logan quay đầu giải quyết triệt để. Hiện tại Dick đã biết được thân phận thật sự của Logan nhưng không hề bắt anh. Bởi vì trong lúc truy đuổi Mark, Logan đã vượt qua biên giới rồi. Hiện tại họ không có quyền vượt biên bắt người. Logan nghe xong liền vô cùng đắc ý. Anh cầm viên kim cương, bắt đầu sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Yêu thích nhớ like và follow nhé. Bye bye.